Phi thật Audio xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc âm ly huyền thoại Acouphase model E305V. Vâng, trước màn hình của quý vị, chiếc âm ly Acouphase E305V là một trong những chiếc âm ly huyền thoại đình đám một thời của thập niên 90, làm nổi danh thương hiệu Acouphase. Với thiết kế bên ngoài cực kỳ sang trọng, mặt màu vàng gôn, thiết kế hình thức một bên là lúm điều chỉnh tín hiệu đầu vào, một bên là lúm chỉnh volume. Chính giữa là đồng hồ hiển thị báo công suất rất là to. Và phía bên dưới đồng hồ là lắp đậy. Bên trong lắp đậy là các nút điều chỉnh chức năng khi máy hoạt động. Khi đậy nắp vào thì trông rất hài hòa, nhã nhặn, nhìn rất đẹp mắt. Với hai hồi gỗ bọc công nghệ Pielo bóng tuyệt vời luôn. Và với kích thước thì chiều rộng là 47,5 cm, chiều cao là 17 cm, và chiều sâu thì nó xấp xỉ 42 cm. Công suất tiêu thụ 310W, công suất thật trên mỗi loa trở kháng 8 ohm là 130W. Không chỉ với thiết kế vẻ đẹp bên ngoài sang trọng mà bên trong thì hãng chọn lựa những linh kiện chất lượng rất là cao để cho ra những chất âm hay. Đặc biệt là với cái hệ thống sò công suất được dùng bằng sò MOSFET nên là cái chất âm nó cực kỳ sạch sẽ. Hàng bên em mới về tuyển rất kỹ, đẹp như mới. Em đưa camera lại gần cho các bác xem. Nó rất là đẹp luôn. Phía sau máy thì tất cả các cái nút rắc tín hiệu vào rất mới, gần như đủ các nút nhựa để đậy. Và quý vị nhìn kỹ cái đường cổng ba lăng, chất mạ của nó vẫn còn sáng rực như mới. Con này bên em tuyển hàng rất là đẹp. Với chiếc con âm ly Acouphase 305V đẹp như thế này thì bên em đang chào bán với giá là 57 triệu. Quý vị nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ với Phi Thật Audio qua số điện thoại 0943889788. Vâng, và sau đây thì em sẽ test nhạc để mời quý vị cùng nghe. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hôn liễu du lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dưỡng gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa giăng. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngỏ,
đàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi cồn đá rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tuổi hơn, nghe ngoài trời răng mây tuôn. Ngày mai em đi biển cỏ bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng năm còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà thương. Phi Thật Audio xin chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên hệ với số điện thoại 0943889788. Vâng, xin được cảm ơn.